Lâm kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì ngày mới Lâm cũng chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Thì hôm nay Lâm đi thăm bảy chùa Cúng Dâm đây cả nhà. Lâm mời cả nhà theo chân Lâm nha. Bây giờ không nói nhiều nữa, đi thôi. Hôm nay để Lâm mà thầm thì có cống nhum em không nghe mọi người. Chút cơm của nhà ơi. Chút cơm. Nó sôi cái đầu nó sôi sôi hết trơn. Chục cơm ở đây cũng quá trời luôn. Có lúc mình gầy dính cái nó vô xong cái nó ăn xong cái nó chui ra. Đó. Suối nè. Qua mình gài dưới này một cái dốc này cao lắm. Từ đây mà lăn xuống dưới là xong luôn. Sập bẫy nữa rồi. Ui dính nữa. Cống nhum. Cống nhum nha cả nhà. Cống nhum này nó còn nhỏ. Xem cu vậy. Cống nhum này nó còn nhỏ nè. Này không phải cống nhum. Mình phát hiện ra cái mùi hôi của nó rồi. Kệ sóc nha. Cái sóc mà con này quá to rồi. Tại vì cái mùi nó giống mùi con sóc lắm á cả nhà ơi. Ở đây người ta kêu cái sóc, mình kêu cái sóc luôn. Chứ hồi lúc mà mình mới bẫy đó, mới lên đây lên Bình Dương rồi Lâm làm rồi. Lâm tưởng nó là con chuột cống nhum con không à. Nghe người ta nói mình biết. Mà mình nó có cái mùi hôi y gan như con sóc vậy đó. Suối hôm nay lúc này suối cạn cả nhà. Tại vì trời không có mưa. Chúng thôi là phía bên đây là ngập luôn á. Ngập lúc luôn. Bữa nay có bộ ngon rồi cả nhà ơi, hai cái đầu tiên dính hai con rồi.
sập bẫy nữa rồi. Ui, cây sóc. Hấp ụ luôn. Con này nó kêu cũng giống như chuột con nhum của mình vậy đó. Cái mùi hôi của nó. Mùi hôi quá. Nó hôi y gan như cái mùi con sóc. Chuột cũng do mình rồi, đâu có hôi kỳ vậy. Gì đó lội xuống. Cái máy của Lâm quay không có chống rung nha cả nhà. Màn hình có khi hình ảnh hơi lắc, cả nhà thông cảm nha. Ôi ôi. Ở dưới này mà nó không sập bẫy nè. Qua thấy cái đường ngon quá. Cái dốc này cao lắm. Từ đây mà từ trên mà dòm xuống cả chục thước rồi cả nhà. Cao lắm. Nay sáng trời còn sương mù nữa. Sập bẫy nữa cả nhà. Trời ơi. Con cây sóc. Chà bá luôn. Cây sóc bự ghê không? Cái con này ở Bình Dương nhiều lắm cả nhà. Bình Dương, Đồng Nai. Nói chung là miền Đông á. Mọi người đi bẫy là gặp cái con này nhiều lắm. Còn miền Tây của mình không có nha. Miền Tây của mình Lâm chưa gặp con này bao giờ. Con ú bự ghê. Nhìn mới đầu nhìn không biết là tưởng nó là con nhum. Hôm qua Lâm đi bẫy, Lâm gặp đụng độ luôn. Lâm thấy có người ta cũng đi bẫy nữa, nên hôm nay Lâm tranh thủ đi sớm thăm mà chưa gì là người ta đi thăm trước Lâm này. Lâm sợ bẫy tặc á cả nhà. Bẫy tặc thường thường ta nói bẫy tặc là hiểu ha. Bây giờ lội qua suối nha. Năm cái. Còn năm cái nữa.
suối này lúc này chắc cũng ít cá rồi cả nhà, tại vì trời không có mưa, cá nó đi hết rồi. Trời ơi, thấy cũng nhiều lắm nha, rồi nè, quá trời luôn. Không gõ nó, quay không gõ. Nó dồn xuống dưới đó rồi. Nó dồn xuống cái đường ở dưới đó sâu hơn. Trên này cạn quá, cạn cũng có mà ít lắm. Ở đây cỏ nó thấp như vậy, cỏ nó thấp như vậy thì mình lội nó khỏe cả nhà, cỏ cao quá lội đuối lắm. Đâu ta? Hết như chỗ rồi cả nhà. Qua lâm gài bên đây 5 cái. Đâu ta? Cái căng nè. Chắc đây. Tối quá mình phải gài gút chứ, để không kịp. Thế vậy làm khỏi làm dấu luôn. Sập bẫy cây sóc nữa cả nhà ơi, hôm nay chắc cây sóc không quá. Ui đào bá luôn. Cây sóc này nó bự ghê thật. Cây sóc thì nó bự gấp 2 lần, 3 lần chuột cơm mình đó cả nhà. Chứ nó không nhỏ đâu. Nó chỉ nhỏ hơn chuột con nhum mình thôi. Sập bẫy nữa rồi. Ủa cha mẹ ơi. Ây à. Cây sóc không? Cái này không có cống nhum rồi cả nhà ơi. Tại chỗ này cỏ thấp quá, không có cao ha. Em lỗi nè, sóc. Cây sóc không. Cái này trúng ngổ rồi. Ủa dính nữa. Ây da, cái này hôm qua Lâm làm dấu. Có cột dấu. Ủa kỳ sốc không vậy ta? Vậy là hôm nay không có cống nhum rồi cả nhà ơi. Cống nhum khó, khó kiếm lắm. Trời, lồi cỏ cứng ngắc chừng.
Cây sóc nữa. Lấy gác ra rồi. To không? Ta gác quá trời. Về nhà mình đỡ. Đấy đây bớt đi. Cái bao đựng cặp của Lâm nè. Te tua hết trơn. Chắc là mua cái vỏ sách giống như mấy anh đi làm có coi mấy clip của mấy bạn với mấy anh đi bẫy chuột đó. Thấy người ta làm, người ta ấy mua cái vỏ sách đựng im lắm. Cái bao này hơi lâu. Chứ phần vài ngày là nó hư. Làm còn hai cái nữa cả nhà. Chỗ này vậy mà không có cống nhum đâu. Nè, phía này, phía mình bên đây người ta trồng đồ gãy á cả nhà. Ta cầm cây đó. Dính nữa rồi. Thấy đường đi không? Bất trời luôn. Này, có cái đường đi nè. Ghê không? Cái sóc không? Hết phương. Quá trời ghét. Rồi lấy gác ra xong rồi nè cả nhà. Con này là con cái nha, thì cũng giống như chuột con nhum mình vậy thôi, con cái nhỏ, con đực nó to thôi à. Nhỏ nhỏ nhưng cũng to hơn chuột cơm nha. Ơi ơi nằm lũ khủ luôn này. Con cái cuối cùng nha, con cái cuối cùng nữa cả nhà. Có đường đi nè. Quá xa luôn. À, thấy chưa? Đó. Lắng cuộn hết. Cái con này nó phá ghê lắm nha. Con này nó phá ghê lắm cả nhà ơi. Cái đường đi nhỏ gọn. Khúc này hang quá.
Rồi xong luôn cả nhà ơi. Hết gạo. Kỳ vậy ta. Ôi ôi. Kiến lửa cả nhà ơi. Nè. Bể nó không vô phải à. Qua tối quá Lâm cũng không có để ý nữa. Gầy tới cái cuối cùng này thì quá tối rồi. Hôm nay được con chuột cơm. Còn nhiều cày sóc không? Còn con chuột cống nữa. Chuột cống thì phải đi kiếm chỗ nha cả nhà. Mình gài mình thấy đi coi chỗ rồi ngon lành rồi mình mới gài được. Cũng dùng khó kiếm lắm chứ phải nó muốn kiếm là dễ kiếm đâu cả nhà. Trời nắng lên nè. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Lâm gài được 8 con cả nhà ơi, còn hai cái kia không dính nè. Được con chuột cơm nè, chuột cơm này nó sôi ghép vào cái đầu nó sôi sỏi hết trơn rồi cả nhà ơi. Tại này nó to quá nó không ra được chứ gặp nhỏ là đi hết rồi. Con to này là con đực nha, còn dạng nhỏ nhỏ vậy thì cái chục cái à. Rồi video của Lâm tới đây kết thúc nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay thì bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ Lâm nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha. Tạm biệt.